Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát truyện chữ Đấu La Đại Lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Liên minh huyền thoại khoảnh khắc livestream, truy cập ngay NTG Gaming. Chi tiết dưới phần mô tả của video này. Đấu La Đại Lục truyện chữ phần 309, Hạo Thiên Đấu La tái xuất, trạng thái Hạo Thiên Đấu La phần 2. Số lượng hồn sư tổn thương cũng đã ít hơn so với đối thủ. Thiên Đấu Đế Quốc tiềm lực là vẫn cường thịnh. Từ trên tổng thể mà nhìn, hôm nay đánh một trận mặc dù là khó có khả năng công phá địch nhân một trận nữa, nhưng mơ hồ ưu thế khống chế cục diện vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc. Bibi Đông mặc dù không chết nhưng mà trong vòng một tháng là không thể có năng lực chiến đấu. Điểm mấu chốt chính là sau khi trận chiến này chấm dứt, chỉ cần tính toán như thế nào để chống lại 6 gã đại cung phụng trước mắt này thôi. Nghĩ tới đây, Đường Tam đưa mắt ra hiệu cho các đồng bọn ở bên kia. Một đám cường giả vốn đang chiếm cứ thượng phong liền chỉ lưu lại một mình Kiếm Đấu La áp trận. Những người khác đều lùi lại tường thành, còn Kiếm Đấu La thì đi tới chỗ Đường Tam để bảo vệ hắn. Lúc này, trong mắt vị phong hào Đấu La 97 cấp này cũng tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Hắn đương nhiên là đã biết rõ Đường Hạo. Vị này từng là vị Hạo Thiên Đấu La sáng tạo quá nhiều kỳ tích trong giới hồn sư. Nhưng hắn cũng từng nghe nói qua về Kim Ngạc Đấu La. Vị Kim Ngạc Đấu La này cũng từng nổi danh cùng thời với tổ phụ của Kiếm Đấu La. Bối phận cực cao, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là một trong những người xuất sắc của thế hệ trước. Hai đời cường giả cũ mới đối đầu với nhau, đối với Kiếm Đấu La vốn đã rất khó có thể đột phá tiếp mà nói. Không nghi ngờ gì chính là tuyệt đối đặc sắc, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn chỉ còn một cánh tay, nói không chừng là có thể từ trong trận đỉnh cao đại chiến này mà học được điều gì đó. Phải biết rằng, hồn lực cao thấp cũng không đại biểu cho toàn bộ thực lực. Từ Đường Tam vốn chỉ là có thực lực là 93 cấp, nhưng lại đánh bại đông đảo cường giả là có thể nhìn thấy rõ điều này. Đối mặt với thân thể biến hóa của Kim Ngạc Đấu La, Đường Hạo vẫn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, vẫn chỉ dùng Hạo Thiên Trì khổng lồ của hắn mà chỉ thẳng vào đối phương. Bởi vì bản thể của Hạo Thiên Trì vốn cực lớn, lúc này hắn thậm chí là còn không nhìn thấy thân thể của đối phương. Nhưng từ trên người của hắn, cố hơi thở hồng bá thiên hạ lại không chịu chút ảnh hưởng nào bởi thực lực và thân phận của đối thủ. Dưới sự trợ giúp của Đường Tam, Đường Hạo đã đả thông kỳ kinh bát mạch, hồn lực của hắn đã là đạt tới 97 cấp. Mặc dù khác biệt giữa hồn lực là 97 cấp và 98 cấp là gấp đôi, hắn vốn phải là ở vào tình thế kém hơn mới đúng, nhưng mà Đường Hạo từ khi xuất đạo đến nay chưa bao giờ chính thức bị bại. Cỗ khí thế cường thịnh, dáng vẻ hùng bá thiên hạ của hắn khiến cho ngay cả Đường Tam ở sau lưng cũng phải tự nhận là còn kém xa. Nào, đến đây đi, Đường Hạo hét lớn một tiếng. Kim Ngạc Đấu La trong lòng tức giận tăng lên mấy phần, hắn cao hơn Đường Hạo tới 3 bậc, tự phụ thân phận. Vốn chờ Đường Hạo cùng kích trước, cũng không nghĩ đến là Đường Hạo lại kiêu ngạo như vậy, thậm chí xem thường chút tiện nghi đó đã nhiều năm qua từng giận dữ đến thế này. Hắn cũng không nhiều lời, toàn thân kim quang đại phóng, thân hình trong nháy mắt quay ngược lại. Cái đôi cá rất lớn phía sau giống như là giò thép quất về phía Đường Hạo. Đây đương nhiên không phải là một quất đơn giản, chỉ thấy một chiếc đuôi cá sấu rất lớn vùng ra, lơ đi qua, không khí hoàn toàn bị vặn vẹo trở lên hư ảo, khiến cho người khác căn bản là không thể thấy rõ vị trí chính thức của cái đuôi. Luồng khí lưu tinh kinh khủng kích thích không khí phát ra liên tiếp rít ra vài tiếng kích nổ. Mà đây cũng không phải là sử dụng hồn kỹ, chỉ là công kích thân thể một cách thuần túy nhất. Động tác của Đường Hạo cũng đồng dạng đơn giản, chân trái tiến lên một bước, lặng lẽ đạp xuống mặt đất. Trong tiếng ầm ầm lổ váng, lấy chân trái của hắn làm trung tâm, mặt đất của tường thành kiên cố ra đăng quan nhất thời xuất hiện ra một vết lứt rất là lớn. Cánh tay phải của Đường Hạo đang giữ Hạo Thiên Trì trong nháy mắt duỗi về phía sau lưng. Cơ nhục toàn thân trong nháy mắt hoàn toàn căng lên, hắc sắc quang mang mãnh liệt khiến cho cả người và trì hoàn toàn là hợp thành một thể. Chân trái lại nhấc lên, hoàn toàn chỉ lấy mũi chân điểm xuống chống đỡ lên trên mặt đất. Ống quần chỗ bắp chân trái trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, lộ ra cơ chân so với đá hoa cương còn cứng hơn. Sau một khắc, Hạo Thiên Trì đã lặng lẽ không một tiếng động bắn ra. Không sai là không có bất kỳ thanh âm gì, phảng phất như là tất cả thanh âm đều bị hút vào trong một trì này. Cự đại Hạo Thiên Trì ngang trời xuất thế, mặc dù không hề có bất cứ thanh âm gì bộc lộ ra sự cường đại của nó, nhưng ở trong mắt của Đường Tam, một trì này chính là toàn bộ tinh khí thần của Đường Hạo đã hoàn toàn kết hợp. Thậm chí ngay cả khí thế oai chấn của thiên hạ của hắn cũng đã hoàn toàn dung nhập vào trong Hạo Thiên Trì. Nhìn thì chỉ như là một trì đơn giản, nhưng lại mang đến cho Đường Tam một nhận thức mới về cách sử dụng trì. Giống như Đường Hạo nói, đây mới chính thức là Hạo Thiên Trì. Hạo Thiên Trì cùng với đuôi cá sấu mãnh liệt và chạm tại một chỗ, từng đợt sóng không khí kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi. Đường Tam rõ ràng có thể cảm giác được trong một trì này của phụ thân bộc phát ra thực lực kinh khủng cỡ nào, khiến cho ngay cả hắn cũng phải phát sinh ra một loại cảm giác ngay cả hắn có sử dụng ra hải thần tam giao kích cũng không thể chống đỡ nổi. Khi Đường Tam còn nhỏ, Đường Hạo từng dạy hắn bắp chân mới là căn nguyên lời phát lực của con người.
cơ nhục của hai bắp chân chính là chỗ thứ hai, chỗ thứ ba chính là trái tim. Trước ngày hôm nay, Đường Tam tự nhủ đã là làm rất tốt, nhưng mà vào lúc này, nhìn thấy tận mắt phụ thân đánh ra một chùy này, hắn mới phát hiện ra hắn vận dụng lực là vẫn còn quá kém. Cơ nhục bắp chân trái của phụ thân là nơi đột ngột bộc phát ra lực lượng, giống như là trái tim đột ngột kịch liệt đập vậy. Hắn toàn thân đều lấy bắp chân làm khởi điểm, giống như là một cây cung lớn bùng ra lực lượng của thân thể, lực lượng của Hạo Thiên Trúy, lực lượng của tinh thần, cộng với cả hồn lực đã hoàn mỹ dung hợp thành một thể. Từng được vinh danh kỳ tài trăm năm có gặp của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo tại trước mặt nhi tử rốt cuộc đã thể hiện ra thực lực thực sự của hắn. Đuôi cá sấu của Kim Ngạc Đấu La tại trước mặt Hạo Thiên Trúy dĩ nhiên là rung lên ầm ầm. Ngay sau đó thì bản thể của Kim Ngạc Đấu La cũng đã bị xoay tròn lửa vòng. Hắn phóng thích ra hồn lực tuyệt đối là không thấp hơn so với Đường Hạo, nhưng mà ngay cả trong tình huống hồn lực của hắn đã là toàn lực áp chế Đường Hạo. Tại một kích giao thủ này, hắn đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Động tác của Đường Hạo không hề dừng lại, một chỉ quét ngang đánh bay đuôi cá sấu. Hắn lấy chân trái làm trụ, thân thể nhanh chóng xoay tròn xuyên vào trong lòng đất cứng rắn, giống như là một mũi khoan. Hạ Thiên Trì bị thân thể mạnh mẽ đến mức tận cùng của hắn kéo xoay tròn theo, như một cây cung lại được kéo căng hơn nữa, sức bộc phát cũng đã càng thêm mãnh liệt. Trì thứ hai đã lập tức lối tiếp đại nhất trì oanh về phía Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La không hổ là phong hào Đấu La 98 cấp, mặc dù lần va chạm đầu tiên chịu thua thiệt đã là khiến cho hắn thất kinh, nhưng mà phản ứng của hắn vẫn là cực nhanh, thân thể xoay tròn theo chiều ngang giữa không trung. Đồng thời, đại thất thuần kỹ hoàn toàn đã hồi lóe sáng, toàn thân cơ nhục, kinh mạch trong nháy mắt tăng vọt, kim ngạc chân thân phóng thích, toàn thân đã biến thành một con cá sấu khổng lồ dài hơn 10 thước, vốn là một đuôi quất lên, nhưng mà lần này, khí thế của hắn đã trở lên hoàn toàn khác trước, lực lượng khổng lồ khiến cho gia lăng quan một mảnh cắt bay đá đấy, tạo lên một cỗ kinh khí kinh khủng tựa như là mây che kín bầu trời. Đối mặt đối thủ đột nhiên lực lượng biến mạnh, thế nhưng mà Đường Hạo căn bản là vẫn không hề lay động. Đệ nhị chùy này của hắn oanh ra vẫn là được lẹ xuống, nhưng ngay khi Đường Hạo chùy sắp va chạm với Kim Ngạc Đấu La trong trạng thái võ hồn chân thân thì trong chớp mắt, đột nhiên cả Hạo Thiên Trì hoàn toàn biến thành màu trắng. Đường Hạo tự thân khí phách trong nháy mắt biến thành khí phách điên cuồng, giống như gầm thét, tự như là kim càng là hắn trợn mắt. Kinh khí mênh mông khiến cho dưới thân của hắn toàn bộ đất đá đều bị vỡ vụn. Oanh một tiếng vang lên, song phương va chạm lần thứ hai. Lần này Đường Hạo không thể tiếp tục đánh bay đuôi cá sấu, nhưng mà chiếc đuôi cá sấu cũng không thể lay động thân thể của hắn. Đường Hạo nhún người lên, hung hăng lao thẳng tới, chân trái lần nữa đạp lên trên mặt đất. Lần này cả tường thành đều bị một cước của hắn dậm thành một cái rãnh sâu. Trong tiếng lộ ầm ầm, Hạo Thiên Trì một lần nữa đón gió biến lớn. Thân trì vốn đã rất lớn lúc này giống như là một đám mây đen cuồng lộ đập xuống Kim Ngạc Đấu La. Từ đại nhất trì đến đại tam trì, Đường Hạo cũng không biểu lộ ra cái dáng vẻ nước chảy mây trôi, nhưng mà ba chùy này hắn lối tiếp nhau lại tràn ngập mỹ cảm của lực lượng. Cô khí thế cuồng phách khiến cho hắn trông tựa như là một cây Hạo Thiên Trùy vậy, cường hãn trước mặt đối thủ. Hồn lực tu vi rõ ràng là vượt qua hắn, kinh nghiệm lại càng nhiều hơn hắn, nhưng Kim Ngạc Đấu La lại là hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chùy thứ ba này chính là Hạo Thiên Chân Thân. Lần trước Đường Hạo chính là dựa vào một chùy này để cứu Đường Tam và Tiểu Vũ trước Vũ Hồn Điện. Lần này đối thủ của hắn lại không phải là Giáo Hoàng Điện, mà là đại nhị cung phụng của Võ Hồn Đế Quốc. Ba chùy liên tiếp đã khiến cho khí thế toàn thân của hắn hoàn toàn tăng tới trạng thái đỉnh cao. Đó là khí thế kinh khủng không thể diễn tả bằng ngôn từ. Kim Ngạc Đấu La mặc dù tu vi cao hơn hắn, nhưng mà trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Tại sao lại như vậy? Vũ Hồn Hạo Thiên Trùy thật sự là cường đại như vậy hay sao? Hay là nói gã trung liên nam nhân này thân thể cũng đã cường đại tới trình độ như vậy? Kim Ngạc Đấu La từng chứng kiến tông chủ đời nhất của Hạo Thiên Tông là Đường Thần, nhưng mà khi Đường Thần giao thủ với Thiên Đạo Lưu, hắn sử dụng ra Hạo Thiên Trùy lại hoàn toàn khác so với Đường Hạo. Đường Thần mặc dù là cũng thập phần bá đạo, nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào một thân hồn lực cường đại, rồi kết hợp với tuyệt thế kỹ xảo bất tận công kích khiến cho đối thủ không thể nào chống đỡ. Nhưng mà Đường Hạo trước mắt này lại không đi theo con đường của Đường Thần khi xưa, hắn thể hiện ra hoàn toàn là lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường. Cho dù hồn lực của đối thủ cao hơn hắn, nhưng mà không ngờ rằng hắn vẫn lựa chọn lấy lực lượng để áp đảo đối thủ. Giờ phút này, đường chủ lực đường của Đường Môn là Thái Thản đã lệ rơi đầy mắt. Hắn sở dĩ tôn kính Đường Hạo như vậy, nhận Đường Hạo là chủ nhân, không phải là vì khí phách thuần lực lượng ấy của Hạo Thiên Trùy hay sao? Đồng dạng thoát khỏi trạng thái Hoàng Kim Thánh Long, Vân Lan Đức toàn thân phát lạnh. Hắn bây giờ vẫn nhớ kỹ khi trước hắn cùng với Triệu Vô Cực tại trước mặt của Đường Hạo vốn không hề sử dụng ra bất cứ hồn kỹ gì, thậm chí là không có phóng thích ra võ hồn, nhưng vẫn bị lực lượng tuyệt đối đó áp chế. Hắn thật sự may mắn lúc đầu chính mình không dám đối nghịch với Đường Hạo. Dẫn các đệ tử Hạo Thiên Tông che chở đại quân rút lui, bản thân thì ngăn cản ba tên cung phụng. Khi rời khỏi Gia Lăng Quan, Đường Kiếu nhìn thấy một màn này, ánh mắt của hắn có chút mờ đi. Nhưng mà Hạo Thiên Tông trong tay lại trở thành cường hãn, không nhân nhượng đánh cho ba tên cung phụng kia chỉ ở trong cửa thành không thể lao ra. Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông rốt cuộc đã trở về.
Cái danh hiệu Hạo Thiên Đấu La này tại Hạo Thiên Tông không phải là đại biểu cho người có hồn lực mạnh nhất, mà là người chính thức mạnh nhất, từng là Đường Thần, đến bây giờ lại thuộc về Đường Hạo. Khí thế hùng bá thiên hạ đứng ngay tại trên Già Lăng Quan. Một truy Hạo Thiên lở rộ với vô hạn uy thế oanh kích xuống, cũng đồng dạng tuyên cáo là Hạo Thiên Tông đã trở về. Rốt cuộc, kinh mạc Đấu La đối diện với uy thế áp lực đến tận cùng thì cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Thân cá sấu trong nháy mắt lùi lại đằng sau, cái đầu cứng rắn của nó lặng lẽ đánh vào bên cạnh của Hạo Thiên Trùy Hạo Thiên Chân Thân. Tuy nhiên thân thể của hắn cũng trong va chạm mà bị bắn ngược lại, bị bắn mạnh đến bay vọt xa. Còn Hạo Thiên Trùy vẫn không dừng lại, oanh thẳng vào tường thành của Già Lăng Quan. Hắc quang chợt lóe, cả không gian phảng phất như là bị chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều có cảm giác chống ngực chợt dừng lại một chút, rồi lại đập nhảy dựng lên với tốc độ nhanh gấp đôi. Đúng lúc trái tim của bọn họ đập nhảy dựng lên thì đồng thời một tiếng lổ vang truyền xa tới cả trăm dặm vang lên từ phía tường thành của Già Lăng Quan. Không bị cản trở, Hạo Thiên Trùy hắc quang bay tứ tán oánh thẳng vào tường thành dày tới cả trăm thước, đất đá lổ tung ra, xuất hiện ra một cái lỗ hổng sâu tới là 10 thước. Kim Ngạc Đấu La đột nhiên phát hiện hắn có thể đã già, mặc dù hắn bình an rơi xuống đất cũng không bị một truy này của Đường Hạo ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy lỗ thủng cự đại kia, cảm thụ được hơi thở chấn nhiếp thiên hạ của đối thủ, hắn hiểu được là hắn đã bại. Đường Hạo không truy kích tiếp, sơ chỉ mà đứng. Lúc này hắn nhìn qua không hề kém Đường Tam lúc đánh bại Bì Bì Đông cầm hoàng kim tam sao kích trôi nổi giữa không trung. Hắn thì bá đạo còn Đường Tam thì ưu nhã, hình thành một sự đối lập, nhưng mà không nghi ngờ gì đều tác động đến sâu sắc tâm can của các chiến sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc. Kim Ngạc Đấu La, vừa rồi quên nói cho người, ta tên là Đường Hạo, phong hào là Hạo Thiên, chính là Hạo Thiên Đấu La thế hệ này của Hạo Thiên Tông. Khi xưa Thiên Tầm Tật chính là bị ta đánh cho thương nặng, sau hộc máu mà chết. Khi đó hồn lực quán là 95 cấp, con của ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào Đấu La. Sắc mặt của Kim Ngạc Đấu La đại biến, thất thanh rồi nói: ngươi chính là Đường Hạo. Hắn mặc dù đã rất lâu không rời khỏi Trưởng Lão Đường, nhưng vẫn không thể không biết đại danh của Đường Hạo. Thiên Tầm Tật chính là giáo hoàng đời trước của Võ Hoàng Điện, cũng là con trai duy nhất của Đại Cung Phụng Thiền Đạo Lưu. Năm đó hắn cũng từng được vinh danh là nhất đại kỳ tài của Võ Hoàng Điện, 50 tuổi đã đạt tới phong hào Đấu La. Sau đó lại liên tiếp đột phá, nhưng mà ngay cả vậy, hắn vẫn bị Đường Hạo đánh trọng thương. Không lâu sau khi trở về Võ Hoàn Điện thì đã chết. Cái tên Đường Hạo từng khiến cho Thiên Đạo Liều suýt lâm vào điên cuồng. Nỗi đau của tuổi già bị mất con khiến cho Thiên Đạo Liều tự thân xuất mã đuổi giết Đường Hạo. Nhưng năm đó hắn mấy lần giao thủ với Đường Hạo nhưng vẫn không thể đánh chết Đường Hạo. Sau đó thì Đường Hạo mất tích. Hơn 20 năm trôi qua, không nghĩ tới là Hạo Thiên Đấu La khi xưa từng khiến cho Vũ Hoàn Điện bị chấn động lại trở về đúng vào lúc này, lại còn xuất hiện tại trước mặt của hắn. Đường Hạo giơ tay trái lên, chỉ ngón trỏ vào Kim Ngạc Đấu La, lắc lắc ngón tay lãnh khốc rồi nói: muốn báo thù cho Thiên Tầm Tật, người vẫn chưa đủ, gọi Thiên Đạo Lưu đến đây. Vừa nói, hắn xoay người đi tới bên cạnh Đường Tam, lưng con trai lên, vỗ vào lưng của Đường Tam, rót một cỗ hồn lực cường đại vào trong cơ thể của Đường Tam. Tiểu Tam, còn nhớ kỹ, cho dù có chết trận cũng tuyệt đối là không thể ngã xuống. Vừa nói, hắn hướng Kiếm Đấu La bên cạnh gật đầu một cái, hét lớn một tiếng: chúng ta đi, xem ai dám đuổi theo. Đường Hạo mang theo Đường Tam cùng với Kiếm Đấu La đều phóng người lên. Cả ba người bay thẳng đến chỗ đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Lúc này, toàn bộ 6 gã đại cung phụng đều tụ tập tại tường thành. Nhưng giống như Đường Hạo đã nói, 6 vị đỉnh cao Đấu La vẫn không có một người là dám đuổi theo. Tâm khí của Đường Hạo đã bại bởi cỗ khí thế hùng bá thiên hạ của Đường Hạo. Ba chi của Đường Hạo không chỉ là chấn nhiếp Kim Ngạc Đấu La, mà còn chấn nhiếp tất cả cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc. Mặc dù thực lực của hắn biểu lộ ra không huyễn lệ như là Hải Thần Tam Sao Kích của Đường Tam, nhưng đây tựa hồ là lại áp chế hết thảy, ngay cả Đường Tam cũng không có được cỗ khí thế như vậy. Đại ca, để cho bọn họ đi sao? Lúc trước bị Đường Tam oanh ra khỏi thành, Thiên Quân Đấu La không nhịn được phẫn lộ mà hỏi. Kim Ngạc Đấu La lúc này tâm tình không tốt, cả giận nói: ngươi có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa Đấu La đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ truyện chưa Đấu La đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.